Họ dạy Đức Chúa Giêsu đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm. Tất cả các thầy tế lễ cả, các trưởng lão và thầy thông giáo đều tụ họp tại đó. Phi-e-rơ theo ngài xa xa, vào đến sân dinh thầy tế lễ thượng phẩm, rồi ngồi với quân lính, sưởi ấm bên đống lửa. Các thầy tế lễ cả và toàn thể hội đồng công luận đều tìm bằng chứng chống lại Đức Chúa Giêsu để giết ngài, nhưng không tìm được gì cả, vì có nhiều người làm chứng dối chống lại ngài, nhưng lời chứng của họ không khớp nhau. Có mấy người đứng lên làm chứng dối nghịch lại ngài rằng: chúng tôi có nghe người này nói, ta sẽ phá hủy đền thờ do loài người xây dựng này, trong 3 ngày ta sẽ xây một đền thờ khác không phải bởi tay loài người. Nhưng ngay ở điểm này, lời chứng của họ cũng không khớp nhau. Thầy tế lễ thượng phẩm đứng lên giữa hội đồng và hỏi Đức Chúa Giêsu: ngươi không trả lời gì về những cáo buộc mà các người này tố cáo ngươi sao? Nhưng ngài vẫn yên lặng, không đáp một lời. Thầy tế lễ thượng phẩm lại hỏi: ngươi có phải là Đấng Christ, con của Đấng đáng chúc tụng không? Đức Chúa Giêsu đáp: chính ta. Rồi đây các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng quyền năng và hiện đến giữa mây trời. Thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói: chúng ta đâu cần tìm bằng chứng khác làm gì nữa. Các ông đã nghe lời phạm thượng rồi đó. Các ông quyết định thế nào? Tất cả được kết án ngài đáng tội chết. Một số người bắt đầu khạc nhổ vào ngài, bịt mắt ngài lại, rồi đấm ngài và nói: hãy nói tiên tri đi. Các lính canh cũng túm lấy và tát ngài. Lúc Phi-e-rơ đang ở dưới sân, một trong những đầy tớ gái của thầy tế lễ thượng phẩm đến gần, thấy Phi-e-rơ đang sưởi thì nhìn vào mặt ông và nói: ông cũng đã ở với Giê-xu người Nazareth. Nhưng Phi-e-rơ chối: tôi không biết, cũng không hiểu cô đang nói gì. Rồi ông bỏ đi ra sân trước thì gà gáy. Đầy tớ gái đó thấy ông, lại nói với những người đứng gần: ông này cũng thuộc nhóm đó. Nhưng Phi-e-rơ lại chối một lần nữa. Một lúc sau, những người đứng gần lại nói với ông: chắc chắn anh thuộc nhóm đó rồi, vì anh là người Galilê. Nhưng Phi-e-rơ liền rủa và thề: tôi không hề quen biết với người mà các ông nói đó. Ngay lúc ấy, gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã nói với mình: trước khi gà gáy 2 lượt, con sẽ chối ta 3 lần. Ông bật khóc nức nở. Vừa tảng sáng, các thầy tế lễ cả họp bàn với các trưởng lão, các thầy thông giáo và cả hội đồng công luận. Họ trói Đức Chúa Giê-xu rồi giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi ngài: ngươi có phải là vua dân Do Thái không? Đức Chúa Giê-xu đáp: chính ngươi đã nói thế. Các thầy tế lễ cả cáo buộc ngài nhiều điều. Phi-lát lại hỏi ngài: ngươi không đối đáp gì sao? Hãy xem, họ tố cáo ngươi nhiều quá. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không trả lời gì thêm, đến nỗi Phi-lát phải ngạc nhiên. Vào dịp lễ, Phi-lát thường trả tự do cho một tù nhân mà dân chúng yêu cầu. Bây giờ có một người tên là Baraba bị tù chung với những tên phiến loạn, là những kẻ đã can tội giết người trong lúc nổi dậy. Dân chúng đã kéo đến và xin Phi-lát thực hiện điều ông thường lạc cho họ. Phi-lát hỏi: các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các ngươi không? Vì ông biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp ngài do lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả lại xúi dục dân chúng xin Phi-lát tha Baraba. Phi-lát hỏi tiếp: vậy thì các ngươi muốn ta xử thế nào với người mà các ngươi gọi là vua dân Do Thái? Họ lại la lên: hãy đóng đinh nó trên cây thập tự. Phi-lát hỏi họ: nhưng người này đã làm điều ác gì? Họ càng hét lớn hơn: hãy đóng đinh nó trên cây thập tự. Vì muốn làm vừa lòng dân chúng, Phi-lát đã tha Baraba. Sau khi đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, Phi-lát giao ngài cho chúng đem đi đóng đinh vào thập tự giá. Quân lính giải Đức Chúa Giê-xu vào trong dinh tổng đốc. Cả đội binh đều được huy động về đó. Họ khoác cho ngài một chiếc áo điệu và đội cho ngài một mão gai đang sẵn,
rồi chào ngài. Lại vừa dân Do Thái. Họ cũng lấy cây sậy đánh vào đầu ngài, gạt nhổ lên ngài, rồi quỳ lại ngài. Sau khi đã chế nhạo ngài, quân lính lột chiếc áo điều ra, mặc áo của ngài vào và dẫn ra ngoài để đóng đinh vào thập tự giá. Họ bắt một người qua đường vác thập tự giá của ngài. Người này tên là Simon, người Cyrene, là cha của Alexander và Rufu, vừa từ miền quê lên. Họ đem Đức Chúa Giêsu đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ. Họ cho ngài uống rượu pha với mộc dược, nhưng ngài không uống. Khi đã đóng đinh ngài vào thập tự giá rồi, họ chia nhau y phục của ngài, bắt thăm để xem ai được phần nào. Lúc họ đóng đinh ngài vào khoảng 9 giờ sáng, án ngài được ghi trên bảng là Vua Dân Do Thái. Cùng với ngài, họ cũng đóng đinh hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Những kẻ đi qua đó đều chế giễu, lắc đầu và nói: "Ê, ngươi là người có thể phá hủy đền thờ và xây lại trong 3 ngày. Hãy tự cứu lấy mình và xuống khỏi thập tự giá đi." Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng chế nhạo ngài như vậy. Họ nói với nhau: "Nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu mình. Hỡi Đấng Christ, vua Israel, bây giờ hãy xuống khỏi thập tự giá đi để chúng tôi thấy và tin." Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với ngài cũng mắng nhiếc ngài nữa.